Xin chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hồng Thập Tự. Theo hướng camera chúng ta sẽ đi về công viên Tao Đàn, rồi Trương Định, Hai Bà Trưng. Sau lưng chúng ta đó là cái ngã 6 Cộng Hòa. Thì hành trình hôm nay em sẽ trên đường đi công việc thì em sẽ chia sẻ với anh chị các bạn những cái hình ảnh về Sài Gòn, hay là gọi nôm na đây là cái đặc sản của Sài Gòn. Bây giờ là 6 giờ chiều, giờ tan sở. Thường thì Sài Gòn từ 5 giờ cho tới 7 giờ rất là đông, xe cộ rất là tấp nập thử, cho nên các anh chị các bạn có đi đâu xa hay là đi đến Sài Gòn thì né những cái khung giờ tan sở, hay ở đây người ta gọi là giờ tan tầm hay là giờ cao điểm đó. Bình thường thì những tuyến đường này rất là trống trải, cũng không trống trải lắm, nhưng mà so với những cái giờ cao điểm này thì đỡ. Ta thấy rất là nhiều xe máy, xe hơi giờ này đi là mệt mỏi luôn á. Có rất là nhiều comment của các anh chị và các bạn về những cái địa điểm, những cái nơi, những cái quán ăn, những cái kỷ niệm xưa. Thì em xin cho em thời gian nha, em quay từ từ nha. Tại vì ngoài thời gian quay phim chia sẻ với anh chị các bạn thì em còn có công việc riêng nữa, thành thử cho nên có những cái yêu cầu, những cái comment hơi lâu, các anh chị các bạn thông cảm nha. Thôi chúng ta vừa qua cái ngã ba Nguyễn Đường Hiền, ngày xưa là đường rầy xe lửa đó, ngay chợ Vườn Chuối, rồi ngay đây là góc đường Bùi Chu, Tôn Thất Tùng ngày nay. Đường tất cả đa số là xe máy nè, nhưng mà cái hiệu xe Honda là nhiều nhất, bởi vì người Việt Nam mình thường quan niệm là ăn chắc mặc bền, ở cái gì nó bền bền tí thì mà xấu xấu một chút cũng được, không sao, nghĩ sao xài bền là được. Cái video ngày hôm nay em chạy xe hơi nhanh, các anh chị bạn thông cảm nha, hình ảnh nó trôi qua lẹ quá. Những video này mang tính chất cập nhật tình hình giờ tan tầm, giờ cao điểm, giờ tan sở, cho các anh chị bạn thấy ở Sài Gòn như thế nào ha. Đó, chúng ta đến giao lộ Lê Văn Duyệt, khúc này là chợ đuổi ngày xưa đó. Thì khi mà các anh chị bạn có đến Sài Gòn thì mình có đi đâu thì đi sớm né cái khung giờ tan sở này ra. Xíu nữa chúng ta sẽ gặp nhau trong cái video Gò Vấp nha. Nay em có chuyến đi đến Gò Vấp vào buổi chiều này, nhân tiện chia sẻ với anh chị và các bạn luôn. Ô, đèn vàng rồi, chúng ta dọc qua luôn. Tại vì lỡ cỡ đứng ngay đó là bị người ta la, tại vì ai cũng chạy hết, mình đứng là mình bị cản trở nhóm người phía sau nữa, nên thành thử
phải chạy luôn. Nó đúng ra đèn vàng là mình phải dừng lại rồi, nhưng mà luồng xe đông quá. Thành thử mình bị cuốn theo luôn. Thường cái gì mà nhiều người sai thì nó sẽ đúng, một người đúng thì sẽ bị đám đông phản pháo, nguy hiểm. À, chúng ta bên tay phải chúng ta đó là vườn Tao Đàn năm xưa, bây giờ là cũng là công viên Tao Đàn luôn. Nơi đó có những cái ngôi mộ cổ, ngày xưa em có thực hiện những cái video ăn sáng, ăn bút phố ăn sáng ở công viên Tao Đàn, nghe nhạc, những cái hội họp của những cái group mà chơi nhạc ấy, kiểu như là đàn guitar hay là trống hay là kèn harmonica, của những ca sĩ sinh viên. Bên tay phải chúng ta cũng là cung văn hóa lao động, con đó có hồ bơi. Đến đây là đường Quyền Chân Công Chúa, xưa kia là một cái con hẻm hay gì đó, như là một con hẻm phía sau cái dinh Độc Lập, dinh Thống Nhất. Giờ này chúng ta không thể nào đi đúng giờ được. Bên tay trái mình đó là trường Lê Quý Đôn. Hình như ngày xưa trường Lê Quý Đôn này không phải là tên Lê Quý Đôn. Nếu các anh chị các bạn có kỷ niệm về trường Lê Quý Đôn thì cho em xin cái comment nha. Có nhiều cô chú anh chị rất là nhiệt tình, mỗi khi em chia sẻ một cái điểm nào đó thì cô chú luôn comment và nói thêm vô để em hiểu rõ hơn. Xe đông quá. Từ Sài Gòn, từ trung tâm Sài Gòn, từ quận Nhất, nếu mà chúng ta đi Gò Vấp mà đi giờ này là tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Rồi đèn vàng rồi, chúng ta dừng lại thôi. Rồi, phía trước chúng ta đó là giao lộ Công Lý. Tiếp tục nha. Đường Hồng Thập Tự này ngày xưa ở đây có cái đài truyền hình, đài truyền hình ở địa chỉ số 9 Hồng Thập Tự, nhưng mà bây giờ cũng là đài truyền hình luôn, đài truyền hình HTV9. Tại vì HTV9 là cái địa chỉ số 9 của ngày xưa đó, theo em tìm hiểu là như vậy nha. Xưa là kênh chính. Đây,
tivi trắng đen, mình nhấn cái nút của mình xoay xoay cái kênh, xoay cái nút và chuyển kênh, bật 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 bật, bấm vào số 9, bấm vào kênh 9, rồi kênh 7, rồi sau này có kênh 3, kênh 2. Ồ, đây đông quá. Đó là giao lộ Phạm Ngọc Thạch. Thời gian của các anh chị và các bạn. Đi thẳng hướng này mình sẽ về Hàng Xanh luôn nè, bến xe miền Đông, hay là gọi là xa cảng miền Đông. Chúng ta đi sẽ quẹo qua đường Hai Bà Trưng nha. Chắc em xin tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại các anh chị và bạn trong những cái video sau nha. Tại vì tới đây cũng quá đông rồi. Sẽ quẹo trái nha. Để tiện việc xem lại video hoặc là xem tiếp những video mới thì các anh chị vui lòng nhấn cái nút đỏ hoặc là hình cái chuông, để khi mà em có cái video mới nó sẽ gửi lên thiết bị, sẽ báo các anh chị, chúng ta khỏi phải mất công tìm lại. Rồi số hình ảnh về cái con đường Hồng Thập Tự và cái đặc sản của Sài Gòn, xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Đây chúng ta sẽ dừng lại ngay giao lộ Trần Cao Vân và Hai Bà Trưng.